đời sống người Kitô hữu thường bị đe dọa bởi các cám dỗ. Ở đây đông người quá, mà làm dấu ngại ghê. Thôi kệ, ăn luôn cho nóng. Ta có thể bị cám dỗ bằng nhiều cách. Ma quỷ. Ma quỷ không trực tiếp lôi kéo ý chí tự do của chúng ta phạm tội, nhưng nó thúc giục chúng ta chống lại Thiên Chúa. Alo? Thế gian, gương xấu và sự lôi kéo của những người tội lỗi. Ủa, tao đang đi lễ mà mày gọi gì vậy? Ra đây ngồi chơi, thử xíu ê. Thôi, hại sức khỏe lắm. Chúa cho mình sức khỏe mà mày lại đi phá. Mày làm vậy là mày có tội á. Hại gì mà hại. Nhờ cái này mà anh tao bỏ thuốc lá được 2 năm luôn. Xong rồi cuộc đời ổng bước qua. Qua gì vậy? Xác thịt. Sự khao khát của các giác quan đòi được thỏa mãn. Và những ước muốn bất chính trong tâm hồn. Vậy tội từ đâu mà ra?